Truyền thuyết các thánh nữ công giáo. Chuyện thứ 33, Thánh Hanna. Thân mẫu của tiên tri Samuel, bảo trợ cho những người hiếm muộn, mừng kính ngày 9 tháng 12. Tích truyện này được kể lại dựa trên Kinh Thánh Cựu Ước sách Samuel. Thánh Hanna đã trở thành một trong những người mẹ vĩ đại nhất thời Cựu Ước, bởi là người đã sinh hạ Samuel, vị đại tiên tri nổi tiếng trong lịch sử Israel. Nhưng trước khi nhận được vinh quang đó, bà đã trải qua những nỗi đau khôn cùng và chỉ có đức tin mạnh mẽ, thủy chung mới giúp bà vượt thắng những nỗi chuyên chuyên để đến bến bờ hạnh phúc. Thánh Hanna là vợ cả của ông Menkana, một người quê thành Ramatha Kim sâu phim thuộc miền núi Ephraim. Vì Hanna là người hiếm hoi, nên ông Menkana phải lấy thêm vợ hai là bà Penina. Bà Penina đã sinh cho Elkana những đứa con, điều mà bà Hanna không làm được. Hằng năm, ông Elkana từ thành mình lên thờ lạy và dâng hy lễ cho Đức Chúa các đạo binh tại Silo. Ở đó có hai con trai ông Eli là Khopni và Pinchas làm tư tế của Đức Chúa. Vào ngày ông Elkana dâng hy lễ lên Đức Chúa, ông thường chia các phần cho bà Penina và các con trai, con gái bà ấy. Tuy nhiên, ông lại chia cho bà Hanna phần ngon hơn vì ông yêu bà, mặc dù bà hiếm hoi, đến nay đã già và vẫn chưa có mụn con nào. Bà Penina biết vậy nên thường chọc tức bà Hanna để hạ nhục bà, rằng Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Nhưng Elkana vẫn làm như thế, năm này qua năm nọ, mỗi lần bà Hanna lên đền thờ dâng lễ và cầu nguyện. Còn bà Penina cứ chọc tức bà Hanna như thế, năm này tới năm khác. Bà Hanna khóc và tuyệt thực. Ông Elkana thấy vậy thì thương. Ông nói: Hanna, sao nàng khóc? Sao nàng không chịu ăn? Sao lòng nàng rầu rĩ vậy? Đối với nàng, ta lại không hơn 10 đứa con trai hay sao? Bà Hanna không trả lời vì bà quá đau khổ, tủi nhục. Bà đến trước đền thờ với tâm hồn cay đắng, sắp mình cầu nguyện với Đức Chúa và khóc nức nở. Bà khấn hứa rằng: Lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó. Vì bà cứ cầu nguyện lâu trước đền thánh Chúa, nên ông Eli, vị tư tế đang ngồi trên ghế ở cửa đền thờ, để ý đến miệng bà. Bà Hanna cứ thì thầm trong lòng, chỉ có môi bà mấp máy, không nghe thấy tiếng bà, nên ông Eli nghĩ rằng bà say rượu. Ông Eli bảo bà: Này bà còn say đến bao giờ? Hãy lo đi giã rượu đi. Bà Hanna trả lời: Không, thưa ngài, tôi chỉ là một người đàn bà tâm hồn đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống có men. Tôi chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Đức Chúa. Xin đừng coi nữ tỳ ngài đây là đứa vô lại, chỉ vì quá lo âu phiền muộn mà tôi đã nói cho đến bây giờ. Ông Meli nghe chuyện thì an ủi bà Hanna: Bà hãy đi về bình an. Xin Thiên Chúa của Israel ban cho bà điều bà đã xin người. Bà Hanna thưa: Ước chi nữ tỳ của ngài đây được đẹp lòng ngài. Rồi bà trở lại với bàn tiệc Silo và dùng bữa với nét mặt vui tươi chứ không còn như trước nữa. Ông Elkana lấy làm ngạc nhiên lắm, ghé tay gặng hỏi, nhưng bà Hanna chỉ ngượng ngùng cười nhẹ, mặt đỏ bừng khiến ông càng băn khoăn hơn. Sáng hôm sau, họ dậy sớm và sụp lại trước nhan Đức Chúa, rồi trở về nhà ở Rama. Ông Elkana ăn ở với bà Hanna, vợ mình, và Đức Chúa đã nhớ đến bà. Ngày qua, tháng lại, bà Hanna thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Samuel, vì bà nói: Tôi đã xin Đức Chúa được nó. Samuel theo tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa đã thấu hiểu. Ông Elkana bảo với cả gia đình đem Samuel lên đền thờ để dâng hy lễ thường niên cho Đức Chúa và để giữ trọn lời khấn hứa của mình. Nhưng bà Hanna không lên, vì bà nói với chồng: Đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã, khi đó thiếp sẽ đưa nó đi. Nó sẽ ra mắt Đức Chúa và sẽ ở lại đó mãi mãi. Ông Elkana bảo bà: Nàng nghĩ như thế nào là phải thì cứ làm, cứ ở lại cho đến khi cai sữa cho nó.
chỉ xin Đức Chúa thực hiện lời người. Bà Hana ở lại và cho con bú cho đến khi cai sữa cho nó. Sau khi cai sữa cho Samuel, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò mộng 3 tuổi, 2 thùng bột và một bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào nhà Đức Chúa tại Silo. Lúc ấy, Samuel còn bé xíu. Cậu đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh một cách lạ lẫm. Nhưng dường như cậu cảm nhận được sứ mệnh quan trọng của mình, nên không hề khóc. Trái lại, còn tỏ vẻ nghiêm trang như người lớn. Họ xách tế con bò và đưa Samuel đến với ông Eli. Bà Hana nói: "Thưa ngài, xin thưa lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề. Tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài tại đây để cầu nguyện với Đức Chúa. Ngài còn nhớ không, vào 3 năm trước, tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin người. Đến lượt tôi xin nhượng lại nó cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa." Ông Eli mỉm cười: "Sao tôi lại không nhớ chứ? Lúc ấy tôi đã đoán được lòng tin sẽ chữa cho bà mà. Này đây, đứa trẻ thật dễ thương, đôi mắt nó thật sáng. Nó sẽ là cánh tay đắc lực của Đức Chúa đấy. Bà có tin không?" Bà Hana cũng mỉm cười. Bà xoa đầu Samuel, dặn dò phải nghe lời ông Eli. Dù bà biết Samuel còn quá nhỏ để hiểu bà nói gì. Và ở đó, bà cùng mọi người thờ lạy Đức Chúa, rồi trở về nhà một mình. Bài ca cầu nguyện của bà Hana ngày hôm đó được ví như lời cầu nguyện kinh điển, như nguyên mẫu mọi lời nguyện xin của các tín hữu trong suốt thời cựu ước. Tâm hồn con hoan hỷ vì Đức Chúa, nhờ Đức Chúa con hững đầu hiên ngang. Con mở miệng nhạo báng quân thù, vâng, con vui sướng vì được ngài cứu độ. Chẳng có đấng thánh nào như Đức Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ ngài. Chẳng có núi đá nào như Thiên Chúa chúng ta. Các người chớ nhiều lời huynh hoang tự đắc, miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn. Vì Thiên Chúa là đấng quán thông, mọi hành vi chính người xét xử. Cung nỏ người hùng bị bể tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng. Người no phải là mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bẫy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. Đức Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Đức Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhấc lên cao. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi. Ai nghèo túng, người cất nhắc từ đống phân cho. Đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Vì nền móng địa cầu là của Đức Chúa, người đặt cả hoàn vũ lên trên. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù. Vì con người đâu phải mạnh mà thắng. Kẻ thù Đức Chúa sẽ bị đập tan, từ trời cao người cho sấm sét giáng trên đầu. Đức Chúa sẽ xử khắp cùng cõi đất, ban quyền năng cho Đức Vua người chọn, nên uy thế đấng người đã sức dầu tấn phong. Samuel lớn lên rất thông minh và đạo đức. Mẹ cậu, bà Hana vẫn may cho cậu một áo khoác nhỏ và đưa lên cho cậu mỗi năm khi bà cùng chồng lên dâng hy lễ thường niên. Ông Eli chúc phúc cho Engana và vợ ông này rằng: "Xin Đức Chúa cho người đàn bà này sinh con cái cho ông để thay thế đứa con đã nhượng cho Đức Chúa." Hai ông bà trở về nhà và Đức Chúa lại viếng thăm bà Hana. Bà thụ thai và sinh được thêm 3 con trai, 2 con gái. Từ đó, bà không còn cảm thấy tủi nhục trước mặt người đời và đã lấy lại vị trí quản lý gia đình từ bà Penina. Bà sống rất vui vẻ, hạnh phúc bên chồng và các con cho đến cuối đời. Speaker, Lữ Hành Nhân, xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.